sáng 4 tháng 2 tại Công viên Văn hóa Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội quận Đống Đa tổ chức chương trình gặp mặt, khen thưởng động viên thanh niên quận chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023. Đến dự có đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng phòng cán bộ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận quận, Trưởng Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội quận Đống Đa. Đồng chí Đỗ Trọng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, đồng chí Hà Anh Tuấn, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Thượng tá Nguyễn Cao Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa. Cùng đến dự có các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể quận và đại diện lãnh đạo 21 phường thuộc quận. Tiếp nối truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 101 thanh niên của quận Đống Đa đã hăng hái, xung phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu trước tượng đài Vua Quang Trung, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Đống Đa, đề nghị các bạn thanh niên cần đảm bảo giữ gìn sức khỏe, xác định rõ tư tưởng, yên tâm chuẩn bị lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận nhà và quân đội giao phó, cần nâng cao nhận thức về mọi mặt, nêu cao tinh thần yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xây dựng ý chí quyết thắng, tinh thần vượt khó, không lùi bước trước mọi khó khăn, thử thách. Ngay sau đó, đoàn đại biểu cùng các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đã dâng hương trước tượng đài Vua Quang Trung, mong cầu sự bình an và sức khỏe để góp sức mình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, quận Đống Đa cũng tổ chức khen thưởng các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2023. Những thanh niên lên đường nhập ngũ đều bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Đống Đa cho biết. Nhìn lại chặng đường 76 năm anh dũng kiên cường của lực lượng vũ trang thủ đô, biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã rèn luyện phấn đấu trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã luôn kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng kiên cường, chống ngoại xâm, sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết nhân ái, bao dung trong đối nhân xử thế của dân tộc, đồng thời kế thừa phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, lập nên bao chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp từ trung ương đến địa phương, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi công dân trong độ tuổi để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa đã tặng quà, giao nhiệm vụ và động viên các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Mong lực lượng thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, chấp hành tốt nội quy quy chế của đơn vị, pháp luật của nhà nước, nhận nhiệm vụ đúng thời gian quy định. Trong quân ngũ, các thanh niên cần cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để quân nhân yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự.